bắn xong quả bóng tennis sau khi chúng mình bắn xong thì lại lên nhặt quả bóng đấy về để cho các bạn khác của mình bắn nhớ chưa bắn lên trên này nếu mà bắn vào trúng rồi đây các bạn nào bóng phát rồi thì nhớ lên trên nhà máy bóng nha các bạn nào bóng phát rồi thì nhớ lên trên nhà máy bóng của mình nha Bạn nào chưa được bắn tay nào? Cái gì ạ? Thế nào? Thế nào?